Vừa rồi thì bốn thí sinh của chúng ta đã được làm một bài khởi động nhẹ đầu tiên, đó là chạy từ phía trên kia xuống. Bây giờ thì có bạn nào sức khỏe đang cảm thấy hơi mệt không? Không có ai giơ tay cả. Tôi muốn hỏi Văn Thiêm, bạn cảm thấy thế nào khi đứng ở sân khấu này? Em cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi được đứng trên sân khấu F14 ngày hôm nay. Nhật Minh thì sao? Dạ em cảm thấy khá là mới mẻ và thú vị khi lần đầu tiên được đến trên máy quay ạ. Thế An? Em cảm thấy hồi hộp và rất hứng khởi cho phần thi. Thế còn Việt Hưng, nó có khác gì so với tưởng tượng của bạn ở nhà không? Em cũng cảm thấy rất là hào hứng khi mà lần đầu tiên được đứng trên sân khấu ạ. Và hy vọng rằng là các bạn sẽ tiếp tục giữ vững khí thế này cùng với sự cổ động của rất là nhiều khán giả, gia đình, bạn bè, thầy cô và kể cả chúng tôi nữa. Chúng tôi chúc các bạn sẽ hoàn thành thật tốt phần thi. Và sau đây sẽ là phần thi khởi động. Sẵn sàng. 1, 2. Hydro Hàn Quốc. Đường thi ạ. Không thể dự nghĩ là sẽ có một ngày em được tham gia ở đây. Yoroshiku onegai shimasu. Và hai người đang có điểm 110 điểm sau phần thi khởi động. Bây giờ ra là phần thi khởi động. Và các thí sinh đã rất sẵn sàng đến với tư thế của phần thi khởi động rồi. Và tôi rất muốn là các bạn sẽ chứng kiến một vài động tác tập thể dục từ bạn Đặng Nguyễn Nhật Minh đến từ trường Trung học phổ thông Chu Văn An Hà Nội. Vì bạn có chia sẻ ở bản đăng ký này có thể tập một bài squat ở trường của anh. Em muốn gửi một thông điệp, đấy là ở nhà trong dịp Covid như thế này thì chúng ta vẫn nên rèn luyện sức khỏe. Và còn gì tuyệt vời hơn khi bây giờ bạn sẽ biểu diễn bài squat đó và rủ 3 người còn lại cùng lên đây squat được không? Thế thì em xin phép mời chúng ta cùng tập thôi ạ. Rồi, xin một tay thôi được không ạ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi. Vâng, vừa rồi chúng ta đã thấy các thí sinh của chúng ta khởi động với một màn squat rất hay của Nhật Minh rồi. Và chắc chắn đây sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ của bạn ở sân khấu S14 này. Không thể dự nghĩ là sẽ có một ngày em được tham gia ở đây. Vậy nên là em mong là em sẽ có thể trải nghiệm tất cả những gì mà cuộc thi mang lại. Và ngoài ra thì Nhật Minh còn có sở thích là giơ tay phát biểu xây dựng bài. Ngày hôm nay thì các bạn sẽ không phải giơ tay phát biểu để xin được trả lời nữa, mà hãy sử dụng máy tính của mình thật nhanh chóng. Bây giờ sẽ là phần thi khởi động đầu tiên. Câu hỏi đầu tiên: tính oxy hóa của halogen dần từ flo đến ion. Biết Hưng. Tăng dần. Giảm. Hai câu thơ xanh om cổ thụ tròn xoay tán, trắng xóa trăng răng. Văn Thiêm. Mùa đông. Mùa thu mới đúng. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư được biên soạn dưới triều đại nào? Triều đại Trần. Hậu Lê mới là đáp án chính xác. Môn nào mà mỗi đội thi đấu trên sân có 6 thành viên bóng đá trong nhà, bóng chuyền, bóng ném? Văn Thiêm. Bóng chuyền. Chính xác. Phép tính kiến không làm thay đổi giữa hai điểm bất kỳ. Trung điểm. Khoảng cách mới đúng, bất lượt. Trong quá trình giảng tích của một lượng kỳ lý tưởng nhất định áp dụng tỷ lệ. Thuận ạ. Chính xác. Như vậy là lượt thi 30 giây đầu tiên trong phần thi khởi động đã qua đi và hai người đang có điểm là Văn Thiêm và Việt Hưng mỗi bạn sở hữu 10 điểm. Trong bản đăng ký thì Văn Thiêm có chia sẻ bạn là một người có thể kể tên được rất nhiều tên của cầu thủ bóng đá cũng như thông tin nữa. Cầu thủ bóng đá nào là cầu thủ bóng đá yêu thích của bạn ạ? Cầu thủ bóng đá em yêu thích là Neymar. Lối chơi của anh ấy rất kỹ thuật và mang đến cho khán giả những cảm xúc rất tuyệt vời. Fan hâm mộ của Neymar thì rất đông, nên là không chỉ gia đình, bạn bè, bố mẹ mà những fan của Neymar nếu như đang xem chương trình Đường lên đỉnh Olympia sẽ cổ vũ cho bạn nữa đấy. Chúc bạn sẽ thật thành công. Vâng. Một người khác cũng đã giành điểm sau lượt thi khởi động đầu tiên, đó chính là Việt Hưng. Bạn đang cảm thấy thế nào? Em cảm thấy khá là hồi hộp, cảm thấy tim mà em cứ đập bình bịch vậy. Ngoài ra thì Việt Hưng thích nấu ăn, tự học tiếng Nhật, Anh, Pháp, Nga. Bạn có muốn thể hiện một chút khả năng ngôn ngữ của mình ở đây không? Em xin được giới thiệu một câu ngắn bằng tiếng Nhật. Konnichiwa, watashi wa Beethoven desu. Watashi wa roku jūsai desu. Yoroshiku onegai shimasu. Hay quá. Bạn có thể dịch lại cho chúng tôi câu nói vừa rồi không ạ? Em đã giới thiệu mình là Việt Hưng, em năm nay 16 tuổi và em rất vui khi được gặp các quý vị khán giả đang theo dõi chúng em qua nhiều hình thức khác nhau. Không biết là động lực nào đã giúp bạn học ngoại ngữ giỏi thế ạ? Một phần cũng là do gia đình và thứ hai là cũng là bởi do em thích ấy. Cũng có cả chị Khánh Vy nữa, nó cũng là một động lực. Thật là hạnh phúc, cảm ơn Việt Hưng rất là nhiều. Hai anh em mình cùng nói đi. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Đúng rồi ạ. Hai ba. Arigato gozaimasu. Cảm ơn bạn Việt Hưng rất là nhiều. Khi mà nghe bạn nói như thế thì tôi cũng cảm thấy có động lực hơn. Nên là hy vọng bạn sẽ có thể chuyển hóa động lực đó thành niềm tin và cố gắng hết sức mình nhé. Vâng ạ. Chúc Việt Hưng thành công. Bây giờ sẽ là lượt thi khởi động 60 giây. Loại gió nào là gió địa phương? Văn Thiêm xin mời. Gió phương, gió biến. Cả ba mới đúng ạ, mất lượt. Enzyme là một chất xúc tác sinh học, đúng hay sai? Đúng là như vậy. Khí nào là khí nhẹ nhất trong mọi chất khí? Nhật Minh. Hydro.
Đúng vậy. Olympiad là giải đấu dành cho môn cờ. 10 điểm. Chuyện đời bác sĩ Hospital Playlist là bộ phim của nước nào? Việt Hưng. Hàn Quốc. 10 điểm. What day of October? Việt Hưng. 20. Chính xác. Cậu vàng của đạo diễn Trần Vũ Huy. Lão Hạc. Đúng vậy. Góc giữa hai đường thẳng song song có số đo là bao nhiêu độ? 90 độ. Không ạ, mất lượt. Ở áp suất 1 atmosphere, nếu nhiệt độ môi trường dưới 0 độ C thì nước sẽ tồn tại ở thể nào? Nóng ạ. Thể rắn ạ, mất lượt. Các cây thực phẩm chủ yếu như rau muống, cải, bí ngô, cà chua. Hai. Chính xác. Giữa thế kỷ 3 ở Thanh Hóa đã nổi lên cuộc khởi nghĩa chống đô hộ lớn do nữ tướng nào lãnh đạo? Nhật Minh. Là Thiệu. Đúng vậy. Sân vận động Lạch Tranh là sân nhà của câu lạc bộ. Chính xác. Như vậy là sau phần khởi động 60 giây thì số điểm của các bạn lần lượt đang có là 30, 20, 10 và 50. Thế An đang là người tạm thời đứng ở vị trí thứ tư và trước mắt sẽ là một phần thi với 90 giây. Và Thế An có chia sẻ mục tiêu khi mình đến với sân khấu này: thi đấu hết mình, trả lời nhiệt tình, dinh vòng nguyệt quế. Dạ vâng, đây là một trong những cái mục tiêu của em. Mục tiêu còn lại là đưa trường Archimedes của mình được định vị trên bản đồ đứng lên đỉnh Olympia. Quả là một tình cảm rất lớn từ các cổ động viên đến từ trường Archimedes cho bạn Thế An. Thế An ơi, không biết là hôm nay bạn có đeo đồng hồ không ạ? Bởi vì rất là nhiều bạn cổ động viên có chia sẻ bạn được gọi là đồng hồ Thụy Sĩ, là một người có tính tự chủ về thời gian rất là cao. Cái biệt danh này của em thì là bởi vì là cho dù là buổi tối em có đi ngủ muộn thì buổi sáng em vẫn sẽ luôn dậy đúng giờ, và chính vì vậy em rất ít khi đeo muộn ạ. Cũng đồng thời em có thể tự chủ trong việc học của mình, kiểm soát thời gian hợp lý ạ. Hy vọng rằng là đồng hồ Thụy Sĩ của chúng ta ngày hôm nay sẽ có thể vận dụng được thời gian một cách tối đa, đặc biệt là ở những phần thi sau, để có thể dành cho mình những điểm cao nhé. Dạ vâng ạ. Chúc Thế An sẽ thành công. Bây giờ chúng ta sẽ đến với lượt thi khởi động 90 giây. Loại hình nghệ thuật nào có bộ tứ chi? Mời Văn Điểm. Hội họa. Đúng vậy. 1024 kilobytes is equal to how many? Chính xác. Từ Hán Việt nào dùng để chỉ nền y học của truyền thống? Đông nghi. 10 điểm. Các kim loại ở điều kiện thường đều tồn tại dưới. Đúng. Sai ạ, mất lượt. Nhiều giá trị của biến x tăng lên và giá trị tương ứng. Thế An. 8. Đồng biến ạ, mất lượt. Trong dao động điều hòa, đồ thị biểu diễn sự biến thiên của vận. Mời Văn Thiêm. Đồng xin ạ. Elip ạ, mất lượt. Bộ xương người thuộc hệ. Việt Hưng. Vận động. Chính xác. Dòng chữ cuối cùng là tên ban đầu truyện Việt Hưng. Chữ người tử tù. Bạn có thêm 10 điểm nữa. 5861 nghĩa quân của vị thủ lĩnh nào đã được trải qua? Chính xác. Ở phép chiếu phương vị đứng càng xa cực khoảng cách giữa Thế An. Gần. Đáp án phải là lớn, mất lượt. Đây là nhân vật điện ảnh nào? Hết thời gian trả lời, đáp án là Điện Biên 007. Nhà máy thủy điện Hòa Bình nằm ở tỉnh nào? Việt Hưng. Hòa Bình. Hòa Bình. Ở trong cơ thể người trưởng thành cơ quan nào dài hơn, ruột non hay ruột già? Mời Việt Hưng. Ruột non. Ruột non ạ. Thành phố Hồ Chí Minh nằm ở vùng kinh tế nào? Nhật Minh. Đông Nam Bộ. Đúng là như vậy. Như vậy chúng ta đã vừa thấy sự vươn lên mạnh mẽ của Việt Hưng và bạn đang có 110 điểm sau phần thi khởi động. Và các bạn thí sinh còn lại hãy bình tĩnh, thoải mái, bởi vì phía trước còn rất nhiều những điểm số cao nữa. Và nhất là bây giờ các bạn thí sinh sẽ được nhận một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt từ phía quý vị khán giả. Và lượt thi vừa rồi cũng khép lại phần thi khởi động của chúng ta ngày hôm nay. Và chúng ta hãy cùng xem các bạn đang có bao nhiêu điểm. Thế An đang có 20 điểm. Sở hữu 30 điểm là Nhật Minh. 40 là điểm số của Văn Kiêm và dẫn đầu với 110 điểm là Việt Hưng. Bây giờ là phần thi vượt chướng ngại vật. Và để có thể vượt qua phần thi này, các bạn hãy thật nhanh chóng tìm ra một ẩn số gồm có 9 chữ cái. Và các bạn sẽ được nhìn thấy 4 tường ngang gợi ý. Người đầu tiên lựa chọn một tường ngang, xin mời Văn Kiêm. Em chọn hàng ngang số 1 ạ. Hàng ngang số 1 gồm có 6 chữ cái. Địa danh nào được nhắc đến trong những câu ca dao sau? Chiếu, gạch Bát Tràng, vải tơ Nam Định, lụa hàng Hà Đông. Với câu hỏi đầu tiên, Thế An là người duy nhất đưa ra câu trả lời, đó là Hà Đông. Tuy nhiên Hà Đông chưa phải là đáp án chính xác. Rất tiếc từ hàng ngang này chưa được lật mở. Và người tiếp theo lựa chọn một từ hàng ngang, xin mời Nhật Minh. Hãy chọn hàng ngang số 4 ạ. Hàng ngang số 4 gồm có 3 chữ cái với câu hỏi như sau. Giống như hoa đào ở miền Bắc, loài hoa nào thường được người dân Nam Bộ trưng bày vào dịp Tết Nguyên Đán?
Chắc hẳn là câu hỏi này sẽ không thể làm khó các bạn thí sinh của chúng ta rồi. Và Mai chính là đáp án chính xác. Xin chúc mừng các bạn. Sau khi một mảnh ghép của bức tranh được lật mở thì chúng tôi đã nhận được hai tín hiệu xin trả lời vượt chướng ngại vật đến từ Văn Thiêm và người ở vị trí thứ ba đó là bạn Thế An. Ngay sau đó chúng tôi nhận thêm được một tiếng chuông của Nhật Minh. Và bây giờ thì cả bốn nhà leo núi của chúng tôi đã đồng loạt nhấn chuông rồi và người đầu tiên nhanh nhất nhấn chuông để trả lời vượt chướng ngại vật hôm nay đó chính là Văn Thiêm. Xin mời bạn. Chướng ngại vật của em là Mai An Tiêm ạ. Một từ khóa bao gồm 9 chữ cái đúng với yêu cầu của chương trình được đưa ra. Thế còn Thế An thì sao? Câu trả lời của em cũng là Mai An Tiêm ạ. Nhật Minh. Em cũng là Mai An Tiêm ạ. Việt Hưng. Em cũng vậy ạ. Vâng, đại hội bấm chuông đã có một kết cục là tất cả cùng đưa ra một câu trả lời là Mai An Tiêm. Còn các bạn cổ động viên thì sao ạ? Hiện tại bây giờ thì người đang tạm dẫn đầu là Việt Hưng với 120 điểm. Trong khi đó Văn Thiêm là người nhấn chuông nhanh nhất với 50 điểm. Nếu như Văn Thiêm trả lời đúng vượt chướng ngại vật ngày hôm nay thì cục diện của cuộc chơi sẽ thay đổi một cách hoàn toàn. Và Văn Thiêm ơi, bạn chính là người đưa ra đáp án chính xác của phần thi vượt chướng ngại vật này, cũng là người nhanh nhất. Với những từ hàng ngang như là Nga Sơn, Đảo Hoang, Hùng Vương, Mai, hôm nay chúng ta đang nhắc tới một nhân vật trong sự tích Việt Nam, đó là Mai An Tiêm, ông tổ trong ngoặc kép của nghề trồng dưa hấu tại Việt Nam. Và khi nhắc tới Mai An Tiêm, chúng ta nhớ tới một người luôn coi trọng sức lao động với một quan niệm của biếu là của lo, của cho là của nợ. Vâng, và mặc dù là có lúc từng chịu thiệt thòi về quan điểm này, tuy nhiên Mai An Tiêm đã chứng minh cho mọi người thấy một chân lý: chỉ có bằng sức lao động của chính bản thân mình, con người mới cải tạo được tự nhiên, làm ra của cải vật chất. Vâng, và hình ảnh mà chúng ta chưa kịp lật mở hết đó chính là hình ảnh về Mai An Tiêm, ảnh minh họa của nhà xuất bản Mỹ Thuật. Và như vậy là cuộc đua của chúng ta càng lúc càng trở nên gay cấn khi mà người dẫn đầu chỉ cách người đứng thứ hai có 10 điểm mà thôi. Bây giờ hãy cùng xem số điểm bốn bạn đang có là gì. Thế An đang có 30 điểm. Sở hữu số điểm 40 là Nhật Minh. Đang có 110 điểm là Văn Thiêm. Và dẫn đầu với 120 điểm là Việt Hưng. Sau phần thi khởi động thì em cảm thấy hơi một chút lo lắng vì cách bạn Việt Hưng số điểm khá lớn, nhưng sau phần thi vượt chướng ngại vật em cảm thấy tự tin và bình tĩnh hơn khi mình đã giải được chướng ngại vật ạ. Các bạn đều nghe được Mai An Tiêm nhưng mà em khá tiếc là em chỉ là người thứ ba. Và đáng lẽ nếu em sớm hơn thì biết đâu em có thể được. Nhưng mà dạo em sẽ cố gắng phấn đấu hai phần còn lại. Cái cảm xúc của lúc đó của em nó rất là tiếc, bởi vì là xong khi mà ba bạn bấm rồi thì em mới nghĩ ra được đáp án và cuối cùng mới bấm ạ. Chưa hài lòng về bản thân bởi vì ở thi khởi động em đã bấm chuông hơi chậm và ở phần thi vượt chướng ngại vật em cũng bấm chuông chậm hơn bạn Thiêm một chút ạ. Thì hai phần thi sau em sẽ cố gắng hết mình để có thể lội ngược dòng trong cuộc thi lần này. Chứng kiến nhiều màn bứt phá thay đổi những cục diện của phần thi. Nhưng số điểm có 3 chữ số. Ai sẽ là người giành trọn vẹn 40 điểm? Bây giờ sẽ là phần thi tăng tốc. Không biết ở phần thi tiếp theo đây ai là người giành được nhiều số điểm 40 hơn? Nhìn vào số điểm bây giờ thì chúng ta có thể thấy khoảng cách số điểm của các bạn thí sinh không quá lớn. Đây sẽ là phần thi chứng kiến nhiều màn bứt phá. Bây giờ sẽ là cơ hội tăng tốc đầu tiên. Các bạn hãy cho biết hai hình nào sau đây khác với các hình còn lại. Thế An chưa kịp đưa ra câu trả lời nào. Trả lời nhanh nhất là Nhật Minh, bạn lựa chọn là hình 5 và hình 10. Văn Thiêm cũng có chung đáp án và Việt Hưng cũng vậy. Và các bạn có thể nhìn lại câu hỏi ở trên màn hình này và liệu có đúng hay không đây, chúng ta hãy cùng xem đáp án. Vâng, đáp án là hình số 5 và hình số 10. Chúc mừng Nhật Minh có thêm 40 điểm, Văn Thiêm có thêm 30 điểm và Việt Hưng có thêm 20 điểm. Thế An hãy giữ vững bình tĩnh bởi vì phía trước chúng ta sẽ còn có 3 câu hỏi nữa và ai sẽ là người giành trọn vẹn 40 điểm cho câu hỏi thứ hai. Sau đây sẽ là nội dung câu hỏi. Các bạn đang được quan sát 5 bức hình A, B, C
D, E. Các bạn hãy sắp xếp các ký hiệu cảnh báo về an toàn trong phòng thực hành với ý nghĩa tương ứng. Việt Hưng đưa ra cách sắp xếp là DAECB, Văn Thiêm là DCAEB, Thế An là DAECB và Nhật Minh là DAEBC. Như vậy là có 3 đáp án được các bạn thí sinh đưa ra và chỉ có những thí sinh nào thường xuyên vào phòng thí nghiệm, phòng thực hành thì sẽ nắm chắc câu trả lời của câu hỏi này và chúng tôi sẽ đưa đến đáp án cho câu hỏi như sau. Đầu tiên là DAECB. Đáp án là DAECB và chúc mừng Việt Hưng có thêm 40 điểm và bạn Thế An có thêm 30 điểm. Rất nhanh chóng các bạn thí sinh sẽ đến với cơ hội tăng tốc thứ 3 và các bạn hãy chú ý nhé. Các bạn hãy cho biết 4 trong 5 miếng ghép dưới đây có thể tạo thành một hình vuông 4x4. Hãy tìm miếng ghép thừa ra. Người đưa ra câu trả lời nhanh nhất ở vị trí đầu tiên 4:79 là bạn Thế An với đáp án là D. Trong khi đó, Việt Hưng suy nghĩ đáp án là C. Văn Thiêm đưa ra câu trả lời là B và D. Và Nhật Minh là câu trả lời E ở những giây cuối cùng. Có thể thấy trên màn hình nếu mà chúng ta ghép những mảnh ghép dưới đây tạo thành một hình vuông thì chúng ta sẽ chừa ra một mảnh ghép, đó là mảnh ghép D. Điều đó có nghĩa Thế An là người duy nhất đưa ra câu trả lời chính xác cho câu hỏi này và bạn đã dành cho mình thêm 40 điểm. Xin chúc mừng Thế An. Chúng ta đang được chứng kiến sự bứt phá của bạn Thế An, người đứng ở vị trí thứ 3. Và sau đây sẽ là cơ hội tăng bốc cuối cùng dành cho cả 4 bạn thí sinh. Câu hỏi, đây là ai? Vừa rồi thì chúng ta đã được nhìn thấy rất nhiều những hình ảnh về ánh viên và hầu như chúng ta ai cũng biết đến nhân vật này, một nhân vật rất kiệt xuất của làng thể thao Việt Nam. Và cô là vận động viên bơi lội xuất sắc nhất của thể thao Việt Nam, từng giành đến 25 huy chương vàng SEA Games và 2 huy chương đồng ASEAN cùng với rất nhiều những thành tích khác nữa. Vừa qua thì ánh viên có nộp đơn xin giã từ sự nghiệp thi đấu đỉnh cao. Thế nhưng những gì mà ánh viên đã giành được chắc chắn sẽ ở trong tim chúng ta, đúng không ạ? Những người hâm mộ thể thao. Và quan trọng bây giờ sẽ là ai là người trả lời nhanh nhất đây? Như vậy người trả lời nhanh nhất là Việt Hưng. Bạn trả lời ở 11:43. Thế An cũng có câu trả lời chính xác. Nhật Minh cũng có thêm điểm. Việt Hưng có thêm 40 điểm, Thế An có thêm 30 điểm và Nhật Minh có thêm 20 điểm. Văn Thiêm thì chưa kịp sửa câu trả lời của mình ở những giây cuối cùng, đúng không? Như vậy là phần thi tăng tốc đã qua đi và cả 4 thí sinh lúc này đều đang sở hữu những số điểm có 3 chữ số. Và không biết là ai đang tạm dẫn đầu trước khi đến với phần thi về đích đây. Sở hữu số điểm 100 là Nhật Minh, đang có 130 điểm là Thế An, 140 là điểm số của Văn Thiêm và dẫn đầu với 220 điểm là Việt Hưng.